tôm hùm á các bạn, giảm 10 đồng. Chào các bạn cùng cô chú anh chị trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Mình là My, My đang ở Costco Business Center với địa chỉ ở trên đây nha các bạn. Hôm nay cho các bạn cùng cô chú xem một vòng ở đây coi có cái gì lạ mới không nha. Rồi bây giờ mình cùng nhau vô trong ha. Các bạn cô chú ơi, trước cửa Costco đang có chiếc xe Lexus nè. Xe Lexus màu trắng, SUV nhỏ. Chiếc này đẹp các bạn ha, nhỏ gọn. NX450H All Wheel Drive. Cái giá nè các bạn, này của dealer Lexus of Westminster. Cái giá cuối cùng luôn á là 70.062 đồng. 2024. Loại này là sport car luôn á các bạn ơi. Cái giá mà của manufacturer là 65.065 đồng. Nhỏ gọn, đẹp, sport. Ai sẽ là chủ nhân của chiếc xe dễ thương này? Đẹp quá. Các bạn cô chú cái đồ lau nhà nè. Các bạn cô chú có cần không? Đồ lau nhà này cần lắm nha. Có này lau đỡ mỏi tay, mỏi chân. 34.99 được thêm 4 cái miếng để lau luôn. Cái lò nướng này đang có giá là 99 đồng, không cần giảm giá luôn. Cái này lúc trước là mình nhớ 100 mấy đó các bạn, bữa nay 99 đồng. Lò nướng air fry mà kiểu French door nè, của hãng Gourmet. Cái loại này đẹp lắm các bạn, mà bây giờ giá 99 đồng, không cần giảm giá luôn. Rất là đẹp. Các bạn cô chú có ai có chưa, nếu mà chưa có thì đến đây xem. Tại vì cái này thường thường là 100 mấy, xong rồi giảm giá còn 120, rồi bữa nay 99 đồng luôn à. Của hãng Gourmet bằng inox luôn các bạn. Cái loại này mình thấy tốt nè, mà để nhìn rất là đẹp. Chỉ có một cái mình ngại là nhiều khi mình nướng cái nó văng dầu quá các bạn, là mình phải lau chùi liền, chứ không nguyên cái cánh cửa này nhìn sẽ thấy bị xấu. Mà cái kiểu này mình thấy kiểu là nướng là kiểu này đẹp nhất nha, rất là đẹp luôn. Cái bàn này người ta đang để ở đây luôn, 169 đồng, gọn các bạn ha. Ai có nhà sân rộng quá mình để này. Bên này mì gói đang giảm giá, mì ly nè các bạn, cup noodle đang được giảm giá, giảm 3 đồng còn 8 đồng 49 tới ngày 31 tháng 3. Cho mì gói tôm của hãng Nissin 24 ly luôn á các bạn cô chú, mà có 8 đồng 49 nè à. Rẻ quá chừng ha. Cái này mình nên để lỡ động đất đó các bạn. Nhà My lúc nào cũng mua trữ đó, trữ mì ly, mì cái nào mà rẻ đó, để trữ nhiều khi động đất rồi đó là mình cũng có đồ ăn mình ăn. Bên đây mì gà cũng bằng giá luôn nha, 8 đồng 49 luôn. Nước uống trà xanh nè, loại này loại không có đường á. Nhiều người cũng thích cái loại này lắm các bạn ha, đi ra đường đem theo cũng tiện. 16 đồng 69. 12 chai trong đây. Loại này là nước uống sản phẩm của Đài Loan đó các bạn, Taiwan. 12 chai nước uống trà xanh không đường. Các bạn có cần mấy cái thang không? Cái thang loại này nè, 27.99, mới thấy rất là cần luôn á. Nếu mà ai chưa có thì mình mua, cầm lên nó cũng không có nặng lắm các bạn, để trong nhà mình xài được. 27.99. Kế bên là 129.99. Còn kế bên nữa 69.99. 69.99 là cho cái loại này nè, chịu đựng được là 300 pound luôn á.
Còn kế bên đây là 129,99. Là loại này là 4 trong 1. Tủ lạnh này 299 đồng. Là cái freezer nha các bạn cô chú. Bữa nay hết giảm giá rồi. Cái này mới thấy rất là cần luôn. Nhà ai mà chưa có, mình thích mình mua đi. Mấy cái loại này á, xài bao nhiêu của tủ lạnh cũng không đủ hết trơn. Mà tủ lạnh ngăn đá mà cao á, mình xài mình lấy đồ nó tiện lắm. 299 đồng của hãng Hamilton Beach. Mấy cái này mới là mắc tiền nè các bạn, pro luôn á. 1599. Bên đây cái ghế loại này mình thấy mới các bạn ha. Loại này cái ghế ở ngoài bát da để được á, mà bằng gỗ với bằng như sắt vậy, đẹp. Bằng gỗ đẹp nè. Loại này mới nha. 49,99. Các bạn cô chú có cần không? Kiểu có gỗ này nhìn thấy sang ha. Cái này bền lắm các bạn ơi. Để ngoài trời đâu được. Loại rế thường này thôi mà bằng mũ thôi đó là đã 24,99 rồi đó. Cái bàn phết này các bạn có cần không, cho các bạn xem giá luôn ha. 59,99. Còn 39,99 là của bộ bàn này. Một cái bàn chứ không phải bộ bàn, một cái bàn thôi. Người ta để ngược rồi mình coi hơi khó thấy. Bàn này dài hơn nè. 62,99. Các bạn cô chú, hộp vuông nè, có nắp luôn á nha. Ba cái hộp vuông có nắp luôn bằng mũ. Để mình đựng đồ trong tủ lạnh đồ gọn ha. Mình thích hộp vuông hơn hộp tròn. 19,99. 14,49 là cho ba cái hộp tròn loại này nè các bạn. Rất là cao luôn á. Được 4 khóa cho một hộp á, có nắp luôn. Cái loại này mình thấy mới nè các bạn. 29,99. Ba cái hộp vuông các bạn cô chú ơi. Cái này mình thấy mới nha. 29,99. À, 10 đồng một cái. 6.3 khóa là 5.9 lít á. Hộp bằng nhựa nha. Ở bên đây những cái hộp nhỏ nè các bạn cô chú. Hộp tròn mà nhỏ hơn, 2 khóa cho một hộp thôi à. Là 1.9 lít á. Những hộp này là của Mỹ luôn á nha. Trong đây được 3 hộp, 10,99. Thùng này rất là to luôn nè. Của Costco Business luôn. Quảng cáo, mình vừa xài mà vừa quảng cáo cho Costco luôn. Được 2 thùng trong đây, rất là to. 22 khoát lận á, lớn lắm. Có đồ để đo luôn nè, để mình nấu ăn rồi mình lấy nước rồi cho nó dễ ha. 22,99, có nắp luôn các bạn. Các bạn nhìn cái sinh này đẹp không? Thì thường là ta làm cho nhà hàng đó ha. Bằng inox rất là đẹp luôn. 289 đồng. Bên đây mình thấy cái này cũng đẹp nữa nè. Cái kệ mà bằng inox luôn nè các bạn. Chiều dài là tới 36 inch. Gắn vô tường. Đẹp ha. 39,99. Người ta để ra ngoài cho mình coi nè. Bằng inox mình thích. Lau chùi nó dễ ha. Chà rửa rồi cũng dễ. Cái thùng bên này cũng có nhiều cô chú rất là thích nè. Khi mà mình vận chuyển xa nó rất là nhẹ. Cầm một tay được à, rất là nhẹ luôn, để thùng bút á. Vận chuyển đồ mà cần gửi đi xa đó, mình nhẹ đó nha, mình là xài này là mình thích lắm. 49,99. Đây là thùng bút. Giữ nóng hoặc là lạnh được 4 tiếng đó các bạn cô chú. Mình gửi đi xa hay gì đó ha, mình bỏ vô đây cái mình gửi đi là đồ ăn nó an toàn. Bằng mút nên nó nhẹ ha. Mà nhìn nó rất là đẹp nha các bạn.
nhìn đẹp lắm, người ta làm mốt nhưng mà ở ngoài á rất là đẹp, chất lượng lắm. 129 đồng đẩy được luôn các bạn. Những này thường ở trong nhà hàng mình thấy hay có ha, để đi đưng đồ ăn cho khách á, mình hay đẩy bằng cái này. 99 đồng nè các bạn, là mình được một cái tủ lạnh 3.3 cubic feet gọn nhỏ, để mình để trong phòng gọn nhỏ để mình uống nước rồi ha, để trái cây đồ ăn. Một năm mình hao điện chỉ có 31 đồng thôi đó các bạn, người ta ước tính là khoảng đó đó, khoảng 31 đồng cho một năm hao điện. Cho nên mình mấy cái này mình có chỗ mà mình cứ xài, tại vì hao điện rất là ít luôn. Tủ lạnh bên này cũng cao nè các bạn, được cái trên cái dưới 299 đồng. Cái này mình nghĩ một ngăn mát với một ngăn là freezer nè, một năm luôn có 48 đồng mà các bạn. Ước tính là một năm tốn tiền điện 48 đồng cho một cái tủ lạnh này, cao 7.4 cubic feet, 299 đồng. Đây là miếng thảm để mình lót, thường ở nhà hàng hay xài nè các bạn, cho mình không có bị trơn trượt. 3 feet nhân 3 feet 29.99, 599 đồng nè các bạn. Cô chú thích cái này không? Mình nướng sandwich rồi đó, mình để lên mình đè. Loại này là cho nhà hàng đồ xài luôn, 599, lớn quá chừng luôn á các bạn cô chú. Lớn mà nó mạnh, làm nó nhanh, có tốc độ đủ thứ hết luôn, tới 570 độ F luôn. Bên này cũng một cái lò nướng rất là lớn nè, 729 đồng. Đẹp quá ha. Những đồ mà của nhà hàng mình thích thường là bằng inox không các bạn ha, nhìn rất là đẹp. Microwave này bữa nay là 99 đồng nha, của hãng Denby. Ở đây người ta để cái bình đựng mình lấy cà phê đều được luôn ha, 134 đồng, 89 đồng. Loại này là cũng cho nhà hàng luôn đó nha. $17.99 cho cái ấm nước điện, $29.99 máy pha cà phê, nồi cơm điện nè các bạn, nồi loại cho professional luôn á, loại cho nhà hàng được luôn, 249, rất là to luôn á. Đây là một cái nồi đặc biệt mà để cho cái nước súp của mình giữ ấm hoài á các bạn cô chú, 129.99. Mình để trong đây cho nó nóng hoài. Cái cỡ đựng là được 10 khoát, cái cỡ rất là lớn, để súp cho nó warm hay nó nóng cũng bằng inox luôn. Đây cái bếp nè các bạn, gọn nhỏ, 134.99, gọn nhỏ đẹp, loại mạnh để cho professional luôn đó các bạn. Ai nấu ăn mà cần gọn ha, mình nấu cái này mạnh tới 1.300 watt lần đó các bạn cô chú, ở gì rất là mạnh. Cái này để mình để ra sau nhà mình nấu đồ cũng được đó các bạn hả, có cái ổ điện cái mỗi lần mà mình cần cái mình ghim vô mình nấu cái gì đó ha, không xài đem cất cũng được nữa. Mà loại này thì xài bền nè, những cái loại cho nhà hàng đồ thì xài bền hơn là loại thường. 2.899 cho cái máy rửa chén, loại máy rửa chén này cho nhà hàng nè. Wow,
449, 14 cubic feet cho nguyên cái tủ đá loại đứng các bạn cô chú, của hãng Denby, tủ đá loại dài bự 499 luôn. Còn bên này tủ đá 199. Giờ đây mình thích coi cái chỗ này nè, mình thấy cái này thấy tiện quá chừng luôn á, 99 đồng mình cho cái đồ để mình bỏ đồ ăn đồ vô đây nè các bạn. Rồi mình đậy lại bằng inox rất là đẹp luôn á. Rồi ở dưới đây là đốt lửa, thử ở trong nhà hàng người ta hay để. Loại bên đây nhỏ gọn hơn, 24.99, 18.99, 24.99 là cho cái này nè các bạn cô chú, để đồ ăn lên đây nè. Có đốt lửa hai chỗ luôn. Tám khoát. Còn 18.99 là ba cái rổ. Các bạn cô chú vừa rồi ở Costco Wholesale không có còn bán á, ai cần thì mình phải qua Costco Business mình mua. Rất là chắc chắn luôn các bạn. Xài mấy cái này không biết tới lúc nào mới hư nữa nha. Chắc chắn mà đẹp nữa. Ở đây cũng có nước yến luôn nha. 22 đồng 59 cho một cốc 8 lon. 8 hũ nước yến. Cái nước bên này mình thấy mới nè các bạn. Trà jasmine với trà xanh luôn. 17 đồng 39. Sản phẩm của Đài Loan 12 chai. Loại này đang giảm giá nè các bạn, giảm được 5 đồng, còn 14.99 tới ngày 17 tháng 3. Đây là cái loại ăn snack á, nó mềm với dẻo dẻo mà có mùi dâu. Mười hai cái bịch ở trong đây. Loại nước uống này các bạn có thử chưa? Tôi thấy mới ha. Loại sữa mà của Korea, mà sữa này là đặc biệt là có cái nước carbonate này, là nước có ga luôn các bạn. Mấy em nhỏ thích cái này lắm nha. Sữa mà loại có ga chứ không phải sữa bình thường. Như cái này là như soda vậy đó các bạn, mà không có caffeine trong đây nè. Không có chất giữ lâu, không có corn syrup luôn. Đây là thành phần nè. Có nước với đường mía. Có dầu ở trong đây luôn. 13 đồng 49 mà cho 24 lon, loại lon nhỏ nhỏ nè các bạn cô chú. 24 lon nhỏ nhỏ, mỗi lon là có 8.45 ounce. Đây là soda sữa. Cái nước mà apple cider này nè các bạn, ở Costco Wholesale á, là mình thấy là có cái loại lớn này không à. Ha, thì ở đây cũng có loại lớn mà có loại nhỏ luôn. Loại lớn là 9.99 cho 4 chai. À, mình thích ở đây á, loại nhỏ nhỏ. Mình khui ra mình uống cái là vừa hả các bạn. Cũng giống vậy luôn mà apple cider này loại chai nhỏ. Được 12 chai. 12 đồng 89. Có mùi cherry luôn. Lâu lâu mới có các bạn. 11 đồng 99. Loại này thì thường thấy hiếm hơn nha. Lâu lâu mới có một lần có mùi cherry với táo luôn. Cũng giống vậy đó. Mà có mùi này nó khác. Thường thường là apple không mà. Cái này có mùi cherry luôn. Thường thường mới thấy Tết đó. Hoặc là lễ Christmas rồi đó, thì Costco Wholesale có. Còn ở đây giờ có mấy chai loại nhỏ này luôn. Bình thường loại gold medal nè. Cái này cũng uống ngon. Nước táo 22 đồng 29 cho 24 cái chai nhỏ 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 nè các bạn. Mà bây giờ có cái loại này luôn. Loại này là nước uống có ga của Gold Medal. Cũng apple juice luôn á, nước táo luôn á. Mà loại chai nhỏ nhỏ.
Mấy loại này mình thấy ở trong các tiệm mà bán giống như bán đồ nhanh đó các bạn. 7-Eleven đó, có mấy chai này nè, hay nhỏ nhỏ, gọn gọn. 22 đồng 79 chai, 24 chai. Cái nước uống này bên đây sao mình thấy rẻ, đang có giảm giá nè các bạn cô chú. 4 đồng 97 sen cho loại nước uống soda mà 15 lít ở trong đây nè. Rẻ quá hả? Cái hiệu là Sata. Cái chai lớn lắm á nha. Mà 15 cái chai ở trong đây á. Club soda 15 chai. Ồ, ở đây có ginger beer nè. Cái loại ginger beer này mới thích nè. Cái loại này thì nó hơi ngọt hơn tất cả các loại mình thử á, nhưng mà nó cũng là một cái vị rất là ngon. 12 chai ở trong đây. 16 đồng 49. Thỉnh thoảng có, thỉnh thoảng không, cho nên các bạn cô chú thấy nếu mà thích thì mua. Cái hiệu này là loại ngọt nhất nha. Còn vừa rồi mình có chia sẻ các bạn những cái hiệu trước á, thì có cái ngọt, có cái lạ. Ở đây có bán xương bò đó các bạn, 12 đồng 99 cho 4 phao. Cái này về cho cô chú nấu phở rồi được nè. Costco này cũng có bán vịt luôn nha. 3 đồng 79 cho 1 phao. Loại mà vịt nguyên con á. Còn ở dưới đây là chân gà 99 sen cho 1 phao. To lắm á các bạn cô chú ơi, rất là to luôn. Loại này mới nè các bạn, đang được giảm giá nè. Giảm 10 đồng tới ngày 31 tháng 3. Mỗi một phao vậy á là 5 đồng 99, nhưng mà mình mua một cái gói vậy là giảm 10 đồng. Đây là cái chân của con lem á, con cừu á, ví dụ như cái này là 34 đồng nè, thì giảm 10 đồng là còn 24 đồng. Có xương luôn á. Này giảm 5 đồng cho một thùng. Cái giá là 5 đồng 49 cho một phao. Cái này cũng thịt lem luôn các bạn cô chú, mà nguyên một thùng. Loại này nè, các bạn cô chú có muốn thì vô đây xem thêm nha. Của New Zealand. Lem là thịt cừu á. Ở bên đây cũng nguyên một thùng snow crab, là cua mà đã gỡ ra rồi, còn cái ngoe không á, cái ngoe với cái càng thôi à. Sản phẩm của Canada, nguyên một thùng luôn, 83 đồng 99. Bên đây scallop nè các bạn, 2 phao 29 đồng 99. Còn bên đây là red king crab, là cua mà cua bự á các bạn, 429 đồng cho 10 phao, một thùng bự khổng lồ luôn. Cái này là cua tự nhiên luôn á, ở Alaska. Cái này có càng với que thôi. Đây là bịch đồ biển đủ loại hết nè. Có tôm, có con chim chép, có con sò điệp đồ luôn, có mực luôn. 17 đồng 99. 10 đồng 89 cho 2 phao tôm này nè. Cỡ là 26-30, tôm trắng, sống. Tôm loại này to nè các bạn, sạch luôn á, làm sạch đuôi được cũng sạch hết luôn á. 12 đồng 99 cho 2 phao, cái cỡ là 31-40. Loại tôm nhúng bột chiên 14 đồng 99 cho 3 phao. Các bạn có thử cái loại tôm này chưa? Sweet and spicy nè, ngọt với cay. 15 đồng 89 cho 2 phao. 159 đồng cho 6 phao nè các bạn. Cái này nhìn ngon nè, tôm hùm á các bạn. Cái này làm sẵn là ăn được rồi á, mình mua về là mình chỉ hâm lại thôi à. Người ta ready to eat rồi đó. Ta chỉ là mình để lên bánh mì đồ ăn ha. 6 phao mà
159 đồng. 13 đồng 99, 13 đồng 99 một thao cho thịt cừu loại này nè các bạn. Loại có xương á. Ai mê kim chi ăn một thủ này đã đời luôn, mà giá này lại đang giảm giá nè các bạn. 3 đồng còn 9 đồng 49 cho 5.5 thao tới ngày 17 tháng 3. Chín đồng 79. Dưa leo với điêu. Vô bịch gầy gọn ha các bạn ha. 12 bịch ở trong đây. Sorry các bạn vô đây nó ồn. Ồn mà lạnh nữa. 12 đồng 29. Cái này là cheese với thịt cuốn lại. 6 đồng 99 macaroni nè, salad. Bơ nè các bạn, 15 đồng 99 cho 4 thao. Bơ dầm ra rồi á. Cái này là bơ thôi đó, không có gì trong đây hết á. 8 đồng 99 nè, cho cô giả. Mình cảm ơn các bạn cùng cô chú rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn nha. Trong các món mì quay nãy giờ có cái nào các bạn thích thì mình chụp hình lại hoặc là mình lưu lại rồi mình vô đây mua ha. Mì hẹn các bạn ở nhiều video khác của mì nữa nha. Bây giờ tạm biệt, bye bye.